waiting? What do you want? For I want this world to be bright. Kim, what do you put in? Nghe lại mấy 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 câu này nhá, và mình thấy rằng là người ta bật âm âm t, những âm cũng cuối không, các bạn thấy người ta bật âm cuối rất là hay không? Ví dụ từ want, want, các bạn cứ nghe nghe kỹ nhá, là thấy những cái âm âm cuối người ta bật rất là hay nhá. You want giờ cuối không? What you want, đúng không? For I want, đúng chưa? For I want, đúng không? For I cứ lưới đâu ạ? For I want, đúng chưa? Tiếp nhá. This world to be bright. This world to be bright, bright. Đó, bật âm tây rất là hay đúng không ạ? Kim, what do you want? What do you want? What do you want? Đó, âm tây bật rất là hay. I just want everyone to smile. Life is too short. Love is real wrong. Đây là sự luyến âm love is. Love is real long. Love is real long. Nothing belong to anyone. Why we don't strive for better world for all the people? Do you? Gee, what do you want? For I want. Mankind to unite, to unite. Đó, bật âm tây rất là hay đúng không? Leaders, leaders, leaders. How do you think? Đó, các bạn, how do you think? Cái âm ca này tí chúng ta học ạ. How do you think? What will you bring? What do you bring? Bring, tức là có âm ngữ, ngữ âm. What do you bring? Thì Khảo tắt mic cho cô ngoài đây. When you die. Life is too short. Đây là sự luyến âm love is, chúng ta luyến âm lại là life, sorry, life is, mình luyến âm là life is too short, life is too short. Nguyên tắc luyến âm mình sẽ được học trong phần về câu, nhưng bây giờ chúng ta đang học về từ, nhưng chúng ta để từ short, short. Người ta bật cái âm S dài á, cong môi đây là short, đó, bật chấm T đây, đúng không? Love is real long, nothing belong to lời chúng ta cho bài hát một tràng pháo tay thật lớn bằng cách gõ số 1 ạ. Không có biết số, không biết vỗ tay thì chúng ta gõ số 1 thay vỗ tay. Còn ai biết kích thích biểu tượng vỗ tay thì chúng ta vỗ tay ạ. Nếu mà ai biết được bằng cái chữ mo, nó có cái chữ reaction đấy. Chữ reaction là nó có cái biểu tượng vỗ tay này. Đó. Vỗ một cái là lên màn hình đúng không? Ok, rồi rất là tuyệt vời. Rồi chúng ta bắt đầu nha. Đã đủ 100 thành viên rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào ạ. Rồi. Nhóm đã đủ 100 thành viên chưa? Mà là thấy trong hơn rồi. Hơn 100 thành viên rồi đi. Rồi ok. Rồi. Những người mà vào cái nhóm buổi tối là mọi người vào trong nhóm đấy chính là cái nhóm mà mọi người sẽ là những người sẽ theo cật lực và học thực sự. Thế còn lại nếu như mà cô để ở trong cái nhóm 500 người kia thì hôm có người được vào, hôm có người không được vào. Thế mọi người học như thế thì cô cũng không biết là ai theo được bao nhiêu buổi ngày, ai không theo được bao nhiêu buổi. Và cô nói luôn nha, trong buổi ngày hôm nay ấy, thì 100
thành viên này đã vào trong lớp này thì các bạn vào trong nhóm của lớp học buổi tối là cô đã ghi rõ lớp đấy chỉ có là 100, hơn 100 thành viên. Thì có nghĩa là khi vào học nếu có vắng một vài thành viên chăng nữa thì lớp vẫn đủ 100 bình thường. Và lớp này chỉ đúng 100 thành viên mà không hơn được một người nào được cả. Như thế cho nó ok. Và tất cả các thành viên của lớp buổi tối ngày hôm nay học xong nhá, là chúng ta làm ngay cho cô cái nhiệm vụ là điền hết thông tin danh sách học viên, tức là những người học ạ, điền đầy đủ thông tin vào cái form mà cô đã gửi ở trên nhóm. Trong đó có họ tên, số điện thoại của mình và số điện thoại Zalo và Gmail, tất cả các thông tin mà ở trên đấy người ta cần yêu cầu điền, chúng ta điền hết vào đó. Thì chắc buổi ngày hôm nay thì thôi cô châm trước, bởi vì là có những người mà các bạn không để ý. Nhưng thực chất là đáng nhẽ nếu chúng ta đã đăng ký vào cái lớp học này rồi, chúng ta phải có trách nhiệm để ý được học nó. Cô gửi cái thông tin để thành lập cái nhóm mới riêng này cách đây khoảng một tuần rồi. Một tuần liên tục mà cứ hỗ trợ rồi nhắn nhắc các thứ cho mọi người, nhưng mọi người có không để ý gì cả. Đến bây giờ đến sát giờ học vừa bắt đầu mới lại phải hỗ trợ lại từ đầu. Tóm lại là bằng này thành viên mà cứ hỗ trợ đi hỗ trợ lại thì cực kỳ mệt. Các bạn phải hiểu và thông cảm cho ban tổ chức. Bởi vì nhiều khi bạn hỗ trợ, bạn ấy cứ nhắc đi nhắc lại, giới thiệu lại, nhiều khi cảm thấy nó khá là bực cơ. Bởi vì là hết người này hỏi đến người kia hỏi, và trong đó thông tin để sờ cũng nhắn ở bên trên rồi, nhắn rất rõ ràng, rất kỹ càng, nhưng chẳng hỏi gì cả, chả cần đặt gì cả, cứ chỉ hỏi là chỉ biết hỏi thôi. Nên các bạn phải chịu có để ý thông tin trên nhóm một chút ạ. Thì ra bây giờ là trên các nhóm thì là cô đã quán triệt ban các sự lớp rồi, là tất cả mọi người là đều có không có nhắn những cái thông tin gì ngoài luồng ở trên đấy đâu ạ. Thì vậy nên tất cả những thông tin nhắn đấy là đều là thông tin quan trọng hết. Vì vậy nên là lớp chúng ta để ý thông tin một chút, đừng hỏi nhiều quá. Bởi vì thứ nhất là cô cũng không có nhiều thời gian để trả lời các bạn, mà các bạn hỗ trợ cũng vậy, cũng không nhiều thời gian để trả lời. Mà không trả lời thì lại bảo là các cô không hỗ trợ nhiệt tình, nhưng mà thực sự là các bạn không có chịu đọc. Được chưa? Nên nhiều khi cứ hỗ trợ đi hỗ trợ lại, nhắn đi nhắn lại một cái tin nhắn đấy, nó cảm thấy là nó các bạn không có tôn trọng cái nguyên tắc học thì phải. Nên là cứ không chịu đọc thì cứ hỏi luôn. Vào cái là chưa kịp để ý gì cả, quan trọng là hỏi. Được chưa? Phải đọc kỹ nội dung, nếu mà học đọc rồi mà không hiểu thì các bạn hỏi lại thì ok, được chưa? Vì vậy nên trong buổi tối, sau buổi tối ngày hôm nay học ấy, chúng ta điền đầy đủ hết thông tin vào nhá. Còn buổi sau nếu mà thiếu ai thì là cô sẽ giao cái danh sách này cho ban nhân sự lớp, và ban nhân sự lớp sẽ quản lý trong buổi học. Và mỗi buổi tối như này thì ai vào cái là điểm danh và cái tên của mình ấy, họ tên cô yêu cầu là đi đầy đủ theo giống hệt với tên danh sách các bạn điền. Ví dụ như bạn Lê Đăng Đạt thì là trong danh sách của Lê Đăng Đạt thì trong cái tên các bạn vào Zoom này cũng phải đều là Lê Đăng Đạt, để các bạn check danh sách. Nếu như mà những thành viên nào mà không có trong danh sách là cho out hết ạ. Bởi vì là cô muốn rằng là cái lớp học ấy, chúng ta cần phải tuân thủ nguyệt tuyệt đối từ cái lớp kể cả miễn phí hay là cái lớp có phí. Bởi vì cô dạy cái lớp miễn phí, cái lớp có phí nó có khác gì nhau đâu. Dạy gần nhất nhiệt tình, thậm chí miễn phí là còn nhiệt tình hơn đi, bởi vì là phải hỗ trợ bạn nhiều. Được chưa? Vì vậy nên là chúng ta cũng cần phải tuân thủ đúng tuyệt đối nguyên tắc đấy. Bởi vì nếu không các bạn không tuân thủ như thế này á, thì thứ nhất nó mất thời gian, nó ảnh hưởng đến cả cô và cả các bạn. Được chưa? Thứ hai nữa là cái chất lượng học nó sẽ bị giảm đi. Bởi vì là chính mọi người, thế là nếu mà cô cho các bạn thoải mái quá thì dẫn đến cái việc là vào giờ nào cũng được, ra giờ nào cũng xong, hoặc là học vừa làm việc riêng thế này kia các thứ, thì các bạn không ra kết quả đâu. Bởi vì học online cô đã nói luôn rồi, nó đã giảm rất nhiều chất lượng so với học offline rồi. Đã thiệt thòi rất nhiều là bởi vì làm sao ạ? Học online như này thì các bạn tập, cô đâu có nhìn thấy hết được đâu. Ví dụ một cái màn hình này cô nhìn được tầm khoảng chục cái miệng, đúng không ạ? Thế còn lại là một chín mươi cái miệng là cô phải lướt, thì cô mới nhìn, chẳng nhẽ cô không ngồi đi cô lướt nó mất thời gian. Các bạn hiểu không ạ? Như vậy thì nó và lại không được chỉnh. Ví dụ như thực tế trên này thì cô chỉ quan sát một cái là cô biết ngay là cái bạn này đang vấn đề gì, vấn đề gì, chỉnh sửa cho các bạn luôn thì nó ra luôn vấn đề, là nó rất là nhanh. Thế nhưng mà mình học online nó đã bị giảm cái chất lượng đi rồi, thì vậy nên là chúng ta đòi hỏi chúng ta lại càng phải tập trung và càng phải tuyệt đối tuân thủ thì nó mới thành công được. Thế hơn ai hết là cô là người dạy tổ chức ra cái lớp này, thì cô muốn là các bạn học nó ra kết quả, chứ không phải học xong rồi lại gì ạ, nó lại chỉ được như cũ. Bởi vì thực ra nhá, cô dạy như này nó là rất là chất lọc từ cái việc là làm thế nào ngắn nhất có thể cho các bạn đó. Chứ còn nếu mà các bạn lên video các bạn nhìn xem ạ, nó mô tả hình miệng hình các kiểu nó mệt lắm, nên là nhìn nó đã trừu tượng, nó khó hiểu rồi. Thế nhưng mà ở đây thì cô đã cho các bạn cái gì đó nó đơn giản nhất có thể rồi, nói một cái các bạn đã làm được luôn rồi, được chưa? Thế nên là, nhưng mà vấn đề là cái quan trọng đó là chúng ta phải cần phải tuyệt đối tuân thủ cái nguyên tắc để học cho nó ổn hơn.
Nên là cô rất mong muốn rằng bắt đầu từ buổi ngày hôm nay là bắt đầu vào cái nhóm mới này, là cứ 100 thành viên là cứ đúng giờ vào và đúng giờ ra, và học nghiêm túc, tuân thủ đúng nguyên tắc của lớp học. Và cô sẽ quản lý trên cái danh sách luôn, và mỗi buổi học như thế, ai vào ai ra như nào mình sẽ có thể biết hết. Như vậy nó mới đạt kết quả được, nó mới ok được và không ai ảnh hưởng đến ai cả. Một phần nữa là cô vẫn nhắc lại cái vấn đề là mọi người bật mic tắt mic. Vào cái thì mọi người nên tắt mic ngay, nếu cần ý kiến gì thì mới bật mic. Nhưng ý kiến là phải cái lúc mà ngoài giờ lúc cô chưa dậy, lúc trước 6 giờ ấy, thì các bạn bật mic lên, các bạn hỏi xong đó lại tắt luôn. Thế còn lại trong quá trình đang dậy như này ấy, thì các anh chị nếu cần hỏi gì thì anh chị gõ tin nhắn. Thì có bạn hỗ trợ ở đây thì bạn ấy sẽ, bạn đang hỗ trợ cô, bạn sẽ đọc. Ví dụ như bạn sẽ đọc cái câu hỏi đó của mọi người thì cô sẽ biết luôn và cô sẽ trả lời luôn cho mọi người, chứ cũng không bật lên gián đoạn, được chưa ạ? Hoặc là đến lúc nào đấy cô đến cái phần thực hành ấy thì cô hỏi lớp là cái phần này mọi người có hiểu chưa, có vấn đề gì không, thì lúc đấy mọi người có thể bật mic lên hỏi được. Còn nếu cô đang giảng ấy thì mình đừng nên cắt, bởi vì cái việc cắt như thế tự nhiên cô bị mất cái dòng cảm xúc, mất cái dòng đang nói thì tự nhiên là nó bị ảnh hưởng, được chưa ạ? Chúng ta hiểu cái phần là chúng ta quy tắc hỏi chưa ạ? Còn nếu phần nào cô bảo là cái chỗ này các bạn hiểu chưa, ok chưa, có cần phải hỏi gì không, thì lúc đấy chúng ta có quyền bật mic lên hỏi. Thế còn cô đang giảng thì tuyệt đối không hỏi, mà chat ở trên kia bạn hỗ trợ, bạn ấy sẽ đọc cái câu hỏi đấy cho cô lúc mà cô đang dừng lại một chút đấy, được chưa ạ? Ok rồi, cảm ơn cả lớp. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái phần bài học của chúng ta ngày hôm nay nhá. Hôm nay là chúng ta sẽ hoàn thiện hết 25 âm rồi. 25 âm là ngày hôm nay là chúng ta được nửa từ rồi đấy ạ, được chưa? Tức là được nửa từ, có nghĩa là bây giờ cứ nhìn một từ là chúng ta đọc nửa từ chuẩn xác thôi, ok rồi, được chưa? Đấy, tuyệt vời không ạ? Đây thì ngày hôm nay chúng ta những cái âm này cô sẽ không ôn lại nữa nhá, bởi vì hôm trước đã ôn lại hết rồi, một buổi ôn lại hết kỹ từ đầu đến cuối đến năm này rồi, đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta còn 6 âm này cộng với là âm H và âm BK kép. Đấy, H và K kép thì hai âm này nó rất dễ, cô hướng dẫn luôn, nó cực kỳ được, tuyệt vời, dễ lắm ạ, được chưa? Ok, vậy thì âm K V kép này chúng ta nhìn nhá. Âm chúng ta còn nhớ âm V kép không? Thính miệng như nào không? Yeah, đúng không? Your mouth shape is like your hands when you swim, đúng không? Cái hình miệng ấy, khẩu hình miệng của ta nó giống cái gì ạ? Hình tay của người ta khi chúng ta bơi, đúng không? Ban đầu sẽ là trụng và sau đó thì xòe ra hai bên, trụng và xòe ra hai bên nó đều, thì âm chúng ta nó sẽ là wow. Chứ còn nếu như mà chúng ta lại không có trụ xòe như thế, chúng ta ra chữ quờ quờ, đúng không? Ví dụ website, đúng không ạ? Hoặc là swim nữa, đúng không? Đó, chúng ta đọc như thế thì chúng ta sẽ đọc chuẩn âm như thế nhá, là K với kép để nó trụ vào và xòe ra này, quờ, đúng không? Quờ, đúng chưa? Ok, và chúng ta đọc vào từ wet, ok. Và chúng ta nhìn vào âm này, K với kép là âm biến thể của âm tí, biến thể của âm quờ, nó kết hợp giữa âm K và âm tí V kép. Mà âm ca thì nó là âm ra hơi, được chưa? Còn âm quờ này là âm ra âm. Nếu như vừa hơi vừa âm kết hợp với nhau thì chắc chắn nó sẽ ra âm, được chưa? Bởi vì sao? Hơi với âm thì không bao giờ hơi bằng âm được. Âm bao giờ phải chiến thắng. Kể cả âm có 1% đi chăng nữa thì âm vẫn chiến thắng hơi, đúng chưa? Bởi vì nó vẫn ra tiếng, được chưa? Vì vậy âm này của chúng ta là gì? Âm ra âm, nhưng nó lại ra hơi cũng khá là nhiều, bởi vì nó kết hợp giữa âm ra hơi và âm ra âm mà, đúng không? Vì hơi nó cũng vẫn ra gì? Nhiều, được chưa? Ok, rồi. Vậy thì chúng ta để cách đọc của âm này như thế nào? Nó đọc giống âm khò, khò, khò là ca hát ấy, đúng không? Của Việt Nam, nhưng nó ra hơi. Nó có hơi, được chưa? Cả âm cả hơi, được chưa? Thế âm khò Việt Nam mình thì nó lại, âm khò Việt Nam mình thì nó không có hơi nhiều, nó chỉ có chút chút thôi, đúng không? Còn âm này thì nó ra hơi nhiều. Nó bản chất của nó là âm, nhưng mà nó ra hơi nhiều. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau quan sát ở âm ca vê kép. Thì chúng ta miệng của nó cũng giống âm gì ạ? Âm vê kép, bởi vì nó xuất phát ở âm vê kép, được chưa? Ok, và chúng ta đọc là khuẩn, nhưng chúng ta cho ra hơi, ra luồng hơi ạ, khuẩn, 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 khuẩn. Còn âm Việt Nam mình khờ hay khờ, Việt Nam mình là âm gì? Khờ, chứ âm Việt Nam mình là khờ, đúng không? Khờ. Thế con âm này nó ra hơi ạ, khuẩn, trụng và sau đó xòe ra, khuẩn, khuẩn, được chưa? Khuẩn, ok, rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào thử từ nha. Vào thử từ này. Có cái bút xanh không em ơi? Còn bút xanh lá cây á. Rồi, để dịch sang đây yêu hô ba cái bút, đổi đủ ba đoạn bút. Ok này, chúng ta nhìn vào đây. Ví dụ chúng ta có từ yên tĩnh nha.
yên tĩnh. Đây, thì chúng ta nhìn KV kép này. Đó, thì KV kép ở đây này. Và chúng ta sẽ không đọc quiet nhá, quiet là không đúng luôn nha, là đọc W mất rồi, được chưa? Mà nó phải là gì? Chủ xe này, quiet, quiet, được chưa? Quiet, đó đúng, nó giống W chúng ta hơi là quiet, được chưa? Quiet, ok, very good. Đây, hoặc là chúng ta có từ yêu cầu nhá, yêu cầu này. Đó, thì ở đây này, chúng ta có ông KV kép ở đây này. Được chưa? Nó không đọc require đâu nhá. Không đọc require đâu ạ. Được chưa? Không phải chữ W đâu mà why. Được chưa? Thấy giống giống âm gì của Việt Nam mình nó bắt đầu là gì ạ? Biến âm đấy. Mà đọc là require. 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 Nếu có âm ờ tí cuối nó gọi là anh Mỹ đấy. Được chưa? Anh Mỹ nó sẽ đọc âm ờ một tí. Còn anh thì nó không đọc đúng không? Require. 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 Ok. Đọc nhá, nếu những lúc cô đọc ấy là các bạn đọc theo luôn á để cho nó thành quen. Nếu cho con cái miệng chúng ta đọc phát âm mà chúng ta không có đọc ấy thì cái miệng nó cứng hả? Được chưa? Thế sau nghe thì thấy nó hiểu. Nghe được 10% nhá. Được chưa? Nên là thực hành quan trọng nhất là thực hành được 80%. Được chưa? Dạy lại người khác được 100% nên là về nhà có bố có con hay có gì đấy lôi ra mà dạy. Được chưa? Ok. Vì vậy nên là chúng ta cần phải thực hành theo, được chưa? Require. Require. Được chưa? Và quiet. Quiet. Được chưa? Ok. Đây, âm KV kép nó rất dễ nha, nó chỉ có như vậy thôi, giống phở Việt Nam ra hơi một tí. Thế là bây giờ chúng ta sang âm hát nào, hát, hát là âm ra hơi, rồi, hát, làm ra hơi. Ra hơi, rồi ok, để mô tả này, to describe it sound. So when you climb the high mountain, it's very high, right? And you often feel exhausted. Yes, okay. And you often do the action like it. Understand? Đúng không? Khi bạn trèo lên núi cao, thường chúng ta cảm thấy mệt, mệt lử nử người lên thì thường chúng ta hay gì ạ? À hơi theo kiểu này đúng không? Đúng không? Hay làm ba hơi? Đúng không? Hơi thứ ba. Thấy nhẹ người đúng không? Nhưng làm hơi thứ 4, thứ 5 nữa là thôi mệt thêm. Bởi vì hơi ra hết thôi mệt thêm, đúng không? Thì đây chính là cách phát âm của âm hát này, được chưa? Âm hát là phát âm như khi hà hơi, được chưa? Như khi hà hơi. Phát âm như khi hà hơi. À, thực ra chúng ta lưu ý này, âm hát này nó chỉ có đầu và ở gì ạ? Đầu và giữa một chữ thôi. Vì vậy chúng ta chỉ có một cách đọc duy nhất là, được chưa? Cuối một chữ không có, cuối một chữ chúng ta không có, được chưa? Vì vậy nên nhưng chúng ta lưu ý nhá, nếu ở đầu hoặc là ở giữa một chữ ấy, thì ở đầu hoặc giữa một chữ ấy thì chúng ta lưu ý ạ. Ở đấy là không được nói đâu nha. Lúc nào cô cho tập thì mình tập đây. Chứ đừng có bàn tán là ảnh hưởng vào lớp này, đâu đang ảnh hưởng vào cái mic này, một cái thang nó phân tán cái tư tưởng cô. Chữ H này ở đầu hoặc ở giữa một chữ ấy, thì chúng ta lưu ý này, bởi vì là nó sẽ cần phải phát âm sắc âm tiếp theo. Vì vậy nên chữ H của chúng ta không, khi mà vào từ ấy, nó không hà được hơi mạnh như thế đâu, mà nó chỉ có một chút hơi thôi. Ví dụ bình thường những âm này là âm không có hơi này, chúng ta sẽ đọc là nó sẽ cảm thấy nó cứng và nó không mềm này. Ví dụ như là âm cái mũ nhá, cái mũ là hét hét, cố không để hơi, như tiếng Việt hét hét đúng không? Thì bây giờ mình chỉ cần ra hơi một tí thì cảm thấy cái luồng hơi nó ra cái thì cái âm này cảm thấy nhẹ nhàng, nó mềm mềm hơn rất nhiều nhá. Hét hét, tức là nó ra hơi, đặt tay ở ngay miệng thì cái hơi mình nó ra tay nó nóng này. Hét, nó ra hơi một tí á. Hét, chứ còn bình thường không hơi là hét hét, được chưa? Là không hơi, nó ra hơi này. Hét hét, được chưa? Ok. Hoặc từ nóng nhá, ban đầu mình đọc là hot đúng không? Hot là không có hơi đúng không? Thì cảm thấy cái từ này nó rất là cứng đúng không? Thế bây giờ mình ra hơi này. Hot. Hot. Được chưa? Đấy. Được chưa? Hoặc ví dụ từ hạnh phúc nha. Từ hạnh phúc này. Không đọc thì cứ đọc theo. Từ hạnh phúc này thì mình ví dụ mình đọc không hơi nhá, đọc là happy đúng không? Happy. Đúng không? Không có hơi. Bây giờ mình ra hơi này. Happy. 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 Được chưa? Thì thấy hơi cái vào thì thấy nó khác hẳn không? Nó khác đúng không ạ? Đó, thì đấy chúng ta chỉ cần thả hơi ra một tí thôi. Chứ là chúng ta chỉ thả một chút hơi ra thôi. Thì cảm giác để cho cái âm nó mềm mại. Chứ không phải là chúng ta thả
Happy. Được chưa? Chúng ta không thả được luống hơi mạnh như thế đâu, bởi vì là nó còn có âm tiếp theo. Mà chúng ta thả hơi mạnh như thế là chúng ta sẽ không đọc âm tiếp theo đâu. Được chưa? Ok. Rồi. Ngồi không thì lạnh mà giảng thì đã thấy bắt đầu nóng. Ok. Rồi. Chúng ta xong ngay hôm nay nhá. Hay hôm nay có gì không? Có vấn đề gì không cả lớp? Có hỏi gì không ạ? Màn hình xa quá. Nhìn thấy mà. Nhìn rõ mà. Cô nhìn vào màn hình là thấy ok mà. Ok. Rồi. Ổn không? Understand hai âm này. Có vấn đề gì cần phải hỏi không ạ? Nếu ổn rồi, come on, yes. Yes. E. Để cô sang 6 cặp âm tiếp theo ngày hôm nay. Xa một tí. Xa thì do các bạn nhìn điện thoại. Chứ cô nhìn vào màn hình này thấy là ổn rồi mà. Cần để cho cái này tiến lên tí. Cái iPad thì có thể tiến lên được. Yeah. iPad tiến lên được tí rồi. Rồi. Rồi, ok. Xa, toàn nó cận thì kêu xa. Cô nhìn này, cô nhìn từ xa này, cô nhìn màn hình, còn nhìn thấy chữ mà. Rồi, ok nhá, mình sang đây. Chúng ta còn có 4 âm, 6 âm tiếp theo rồi là hết rồi. Là hôm nay chúng ta hết sạch 25 âm là được một nửa từ rồi, được không? Rồi, chúng ta sẽ có âm tiếp theo là âm K và âm G. K, G. Đây vào bọn nào có thể rất lồng phổi. KG ạ. Rồi. Âm KG này nó cũng gọi là, nếu về mặt ngữ âm học nó được gọi là âm tắc sát. Nó được gọi là âm tắc sát. Nó các bạn còn nhớ khẩu hình miệng của âm ng không? Các bạn nhớ khẩu hình miệng của âm ng đấy không nhỉ? Đây. Còn nhớ khẩu hình miệng của âm ng là như nào không ạ? Nó cũng là âm tắc sát. Vậy khẩu miệng nó như nào? Các bạn thử há miệng cho cô xem là đúng âm ng, là thử làm đúng âm ng xem nào. Đúng không? Là âm ng này của chúng ta gì ạ? Để làm thế nào cuống lưỡi và cuống họng nó sát vào nhau đúng không? Thì chúng ta phải mở rộng cái miệng của mình ra. Đồng thời cái lưỡi gì? Lại, đúng không? Thụt cái lưỡi lại. Đúng không ạ? Thì là chúng ta sẽ gì ạ? Bảng để hơi bé. Nhìn rõ không cô? Nhìn rõ mà, chắc là các bạn màn điện thoại màn hình nó mờ hay nó nhỏ thôi. Các bạn dùng điện thoại thì để ngang ra thì nó sẽ rõ hơn ạ. Đúng rồi. Để ngang điện thoại ra. Để ngang ra, cô kiếm mãi đây mới được cái bảng này đấy. Đang Covid, cô veo làm sao mua được cái bảng này. Mua được cái bảng giấy này để viết cho nó nét rồi đấy, là nó không bị bóng rồi đấy ạ. Còn bảng to thì có, nhưng mà bảng to viết nó lại bóng. Rồi. Thì cái khẩu miệng của âm K và âm G này nó cũng giống hệt với gì ạ? Khẩu miệng của âm ng. Được chưa ạ? Có nghĩa là mở rộng cái miệng ra. Mở hết rộng cái miệng ra. Thụt cái lưỡi lại. Được chưa? Thụt cái lưỡi lại. Được chưa? Âm K là âm ra hơi. Còn âm G là âm ra âm. Được chưa? Âm K rất là dễ. Chúng ta cùng mở rộng miệng ra và thụt lưỡi lại. Và sau đó chúng ta đẩy hơi ra nhá. Cùng làm cho cô nào. Được chưa? Há rộng cái miệng ra nè, thụt lưỡi lại nè, được chưa? Được chưa? Ok, xong rồi nha. Ông ca nó chỉ có thế thôi, ông này làm rất dễ, gần như ai cũng làm được mà. Thụt cái mở rộng miệng ra, thụt lưỡi lại nè, được chưa? Làm 3 lần, 4 lần, đừng làm nhiều quá, nó mệt đấy. Rồi, ông ca xong nha. Bây giờ chúng ta sang âm G. Âm G chúng ta tí chúng ta đọc vào từ sau ạ. Tí cô bật slide lên đọc vào từ sau ạ. Âm G chúng ta lưu ý này, nó là âm ra âm. Mà nguyên tắc của âm ra âm là gì? Nguyên tắc của âm ra âm đó là khi nó ở cuối một chữ thì chúng ta đọc nhỏ bằng gì? 2/3 so với âm trước nó, đúng không ạ? Vì vậy nên là gì ạ? Chúng ta cần phải có hai cách đọc. Cách đọc ở đầu, ở giữa, khác với cách đầu đọc ở gì? Cuối, ở cuối phải giảm volume, được chưa ạ? Vậy thì âm này cũng khẩu miệng giống hệt âm K, là thụt lưỡi lại, mở rộng miệng ra đúng không? Nhưng mà nó ra, nó cảm giác ra chữ G của Việt Nam ấy, cảm giác ra chữ G, G. Biết con gì nó G không? Nhưng mà nếu mà đọc là thành G á thì thành con dóc đấy ạ, được chưa? Thì âm này nó các bạn chỉ cảm giác nó ra được chữ G, G thôi, nhưng nó không phải hoàn toàn là chữ G đâu, được chưa?
nó nửa chữ gừ thì đúng hơn, nửa chữ gừ thì đúng hơn. Chứ còn nếu chúng ta đọc ra gừ thì thành con dog rồi. Rồi, mở cái giọng miệng ra và thụt cái lưỡi lại thì cái cuống lưỡi cuống họng nó tự sát vào nhau thì âm này nó sẽ ra cảm giác là chữ gừ này gần gần giống chữ gừ, được chưa? Đây nghe cô quan sát cô làm nhá, cô mở rộng miệng và thụt lưỡi lại này. Gừ 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 gừ. Được chưa? Gừ gừ gừ. Được chưa? Chứ không phải gừ 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 đâu nhá. Được chưa? Thụt lưỡi lưỡi thò ra ngoài thì gừ gừ gừ, được chưa? Đấy, gừ mạnh quá thì nhé cả răng lên vì giống lắm đúng không? Thụt lưỡi lại. À, gừ 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 gừ. Đây cảm giác nó vướng vướng ở đây này, nó vướng vướng ở đây này. Còn nếu mà được chưa? Nó vướng vướng ở đây này. Và cảm thấy nếu ai mà bị họng mà cảm thấy nó nếu mà nó sát quá nó sẽ cảm giác hơi hơi buồn nôn một tí, hơi nôn nôn, cảm giác hơi nôn buồn cười buồn, được chưa? Đây gừ gừ gừ, được chưa? À, gừ gừ gừ, cứ thụt cái lưỡi lại này, thụt lưỡi lại này, gừ 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 gừ, được chưa? Làm liên tục đi, gừ 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 gừ. À, cứ mở cái miệng ra sau đó thụt cái lưỡi lại, bạn chỉ việc rút cái lưỡi lại thôi. Đây gừ 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 gừ. Còn cái đọc âm gừ là có bị đứt. Nó chạm xuống lưỡi cũng học vào nhau mà, nó chạm vào nhau nên cảm giác là nó buồn nôn, nó khó chịu, vướng vướng ở đây này. Ai đau họng là cảm thấy nó còn đau họng nữa đúng không? Thì có hiện tượng hơi hơi đau một tí bởi vì nó chạm vào nhau mà. Dạ không sao. À, sau này mình học nhiều, mình sử dụng nhiều thì cái cuống lưỡi cũng họng mình nó tự khỏe, được chưa? Ok. Rồi, thụt lưỡi lại làm lại nào. Gừ 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 gừ. Được chưa? Ok. Còn chữ g cuối một chữ thì chúng ta đọc nhỏ, giảm volume đi thôi, giảm volume này. Được chưa? Ok. Rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần đọc nhé, đọc từ nha. Là chúng ta sẽ cùng nhau. Ơ nhầm nhờ. À, làm nào cho nó nhỏ đi nhỉ. Đây. Chờ cô tí cô bật chỗ lên. Bật cái slide cho lớp. Đấy đó. KG. Rồi đây. Đỡ phải viết nhiều, để cô cho xem cái màn hình này cho các bạn đọc theo cho nó dễ ạ. Đây, chúng ta cùng nhau đọc vào từ âm ca trước nha, âm ca trước ạ. Đây. Chúng ta cho ra hơi, bình thường đọc là két đúng không? Két là không có ra tí hơi nào cả, đúng không? Cờ đầu và tê cuối đầu là âm ra hơi. Vì vậy chúng ta sẽ thụt lưỡi lại à, thụt lưỡi lại ra tí thì hơi nó đẩy nó mạnh hơn. Bình thường có những người không cần thụt lưỡi đâu mà hơi vẫn để ra vẫn đủ, bởi vì những người đấy hơi đủ. Thế còn hơi yếu thì chúng ta phải thụt lưỡi lại và cũng đẩy hơi ra để nó mạnh hơn này. Đây. Cat. Cat. Đấy ra hơi này. Đặt nếu bạn nào mà không biết thì mình có thể đặt tay sát vào miệng thấy nó hơi nó bay ra hai lần, chữ cờ và chữ tờ. Cat. Đấy, thì nó bay hai lần vào tay nó nóng nóng bằng nóng lòng bàn tay này, là biết ngay mà, đúng không? Từ nấu nướng nhá, bình thường nó đọc là cúc đúng không? Thì là nó không ra hơi. Vì vậy bây giờ chúng ta phải có cờ đầu cờ cuối nó ra hơi này. Cục. Cục. Được chưa? Cục. Được chưa? Ra hơi hai lần. Tiếp theo chìa khóa không đọc là ki nhá. Mà cho nó ra hơi hai lần này. Khi. Được chưa? Nó ra hơi. Khi. Khi. Được chưa? Tiếp đầu trời, bầu trời chúng ta không đọc là sky nhá. Sky thì có nghĩa là chúng ta chưa ra hơi. Thì đọc này. Scar. 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 Được chưa? Nó ra hơi. Scar. Được chưa? Ok. Bởi vì nó cả âm S và cả âm K nó ra hơi cả hai á. Thì S ra được một nửa. Cờ ra được một nửa. Với hai âm nó ra hơi cùng với nhau. Vậy chúng ta chỉ được nửa S và nửa K. Scar. Scar. Được chưa? Ok. Tiếp theo từ cái túi nhá. Chúng ta nhìn nè. Cái túi nó có ba âm ra hơi này. P này. Cờ này và tờ đều ra hơi đúng không? Pờ mím môi, cờ thì ra hơi và tờ thì cũng ra hơi đúng không? Đầu lưỡi chân răng. Rồi chúng ta cùng nhau bật nhá, đây này. Mím môi trước này. Pocket. Đúng chưa? Pocket. Đúng chưa? Đấy, chuyển nhanh. Pocket. Đúng chưa? Ok, đấy, nó như thế đã. Rồi. Ok nhá, vậy chúng ta xong âm ca này, chúng ta chuyển sang âm g này. Sang âm g này. Rồi đọc lại một lượt cho nhanh nhá. Đọc lại một lượt âm này nhá. Đọc theo cô ạ. Cat. Cook. Key. Cứ cho nó ra hơi là được.
scarf, pocket, pocket. Đó rồi, ok, chúng ta sang âm G ạ. À. Rồi, âm G của chúng ta này, thụt cái lưỡi lại và ra âm nhá. Bình thường chúng ta sẽ đọc, nếu không thụt lưỡi lại sẽ ra ghét, gâu, ghét, đúng không? Ghét, gâu, ghét, đúng không? Bây giờ chúng ta thụt lưỡi lại này, xem cảm giác âm nó sẽ khác hoàn toàn này. Ê, thụt lưỡi lại này, get. Thấy âm nó rung hơn không? Nó giật hơn không? Đấy, get. Đấy, còn nếu thả ra ngoài ghét, ghét. Đây, lưỡi thỏ ra ngoài này, get, get. Thụt cái lưỡi lại một tí này, get. Đúng chưa? Get. Đúng chưa? Chứ không phải ghét. Tiếp theo từ go là thỏ lưỡi ra ngoài đúng không? Bây giờ thụt lưỡi lại này, girl. Đây, thụt lưỡi lại này. Lưỡi ra ngoài nhá, thụt này, girl. Đấy, đến lúc âm ông cái thì thụt lưỡi lại luôn, girl. Đúng chưa? Ok. Tiếp theo chữ get nha, mình thỏ lưỡi ra ngoài thì là get. Thu lại này, get, 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 được chưa? Rồi ok nhé. À, chữ G cuối một chữ chúng ta giảm volume đi nhé, bởi vì là volume chỉ đọc nhỏ bằng 2/3 so với âm trước nó thôi. Nếu chúng ta đọc to là bét g, bét g thì có nghĩa thành từ này thành mấy âm tiết rồi? Hai âm tiết đúng không? Vì vậy đây chúng ta chỉ cần gì ạ? À? Chúng ta đọc nhỏ thì nó mới không tạo ra âm tiết được. Chúng ta đọc này, bét, 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 thu lưỡi lại và g nhỏ thôi, bét. Đúng yeah. Bag. 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 Thầy bật mic em rồi. Bag. Yeah. Bag. Sau này quen rồi thì âm nó sẽ càng nhỏ hơn á, nó sẽ tự nhiên hơn ạ. À. Nên chúng ta vẫn, cô vẫn đang đọc to để các bạn nghe được đấy. Chứ còn thực chất là nếu mà sau này các bạn nghe thì nó chuẩn thì nó chỉ có là bag. 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 Nó chỉ có một chút dư âm thôi. Bag. 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 Đó, nó chỉ có một chút thế là được chưa? Từ tiếp theo từ cốc nước nha. Thì chúng ta lưu ý này, bình thường nếu chúng ta thò cái lưỡi ra ngoài ấy, thì đọc là glass, 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 đúng không? Thì thành hai âm tiết G, một âm tiết là last, một âm tiết đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta thụt cái lưỡi lại của âm G này thì cái âm này nó sẽ được chặn lại, nó chỉ có được nửa chữ g g đây đúng không? Vì vậy nó sẽ không tạo ra âm tiết được, đúng không? Bây giờ chúng ta nghe nhá. Glass, glass, glass. Tức là nó thụt lưỡi lại nó chỉ ra chữ glass, glass, được chưa? Chứ ra chữ glass, 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 được chưa? Không phải như thế á. Đây thụt lưỡi lại này, glass. Glass, glass, đúng chưa? Từ keo an từ từ à, tiếp theo nhá. Từ đây đây chúng đọc glue đúng nhá? Chúng đọc là glue, 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 được chưa? Glue, glue, chứ không phải glue nhá, glue đúng không phải đúng nhá? Thụt lưỡi lại, cứ thụt mỗi cái lưỡi lại không có cái gì cả đâu, được chưa? Cứ thụt cái lưỡi lại âm gì kiểu gì cũng chuẩn, nhưng mà các bạn cứ thò lưỡi ra ngoài thì nó sai, được chưa? Nên đừng có tưởng tượng nhìn trong cái gì nó phức tạp quá, thụt mỗi cái lưỡi lại thôi, được chưa? Cứ thụt lưỡi lại âm kiểu gì cũng chuẩn. Glue, dạ, glue, glue, đã có thụt cái lại thôi mà, đúng không? Từ cái chân nhá, không đọc leg, g đâu nhá, đọc này, leg, 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 dạ, leg, 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 thụt cái lại thôi, thụt lại nhỏ đấy, leg, leg, được chưa? Ok, rồi xong, bây giờ chúng ta đọc lại một lượt theo cô nhá, cứ thụt cái lưỡi lại thôi, đọc theo này, đây, get. Girl, get, back, bờ mí môi lại, back, back, thế bạn, glass, glass, glue, glue, leg, leg, có thụt cái lưỡi hại từ đấy mà, leg, leg, đúng lại là hôm nay chỉ mỗi là gì ạ? Gừ 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 đúng không? Nhưng mà gì gừ thụt lưỡi lại, không phải gừ thò lưỡi ra. Được chưa? Gừ thò lưỡi ra là dog nó gừ đấy. Được chưa? Không muốn làm dog, muốn làm dog thì thò lưỡi ra. Thò lưỡi ra nhem thêm răng nữa. Rồi, còn lại thì không muốn làm dog thì thụt lưỡi lại. Được chưa? Thụt lưỡi lại. Không có thế mà chỉ muốn thụt lưỡi lại âm kiểu chính chuẩn mà. Được chưa? Ok. Rồi. Xong KG nhá. KG xong rồi. Ok, nếu âm này chúng ta thấy nó ok rồi thì chúng ta comment số 1 giúp cậu. Thấy âm này mà ok rồi, comment số 1. Có mỗi có thụt lưỡi lại thôi mà, một thằng ra hơi, một thằng ra âm, đúng không? Chúng ta không thụt lưỡi lại, nó ra chữ gừ. Còn nếu thụt lưỡi lại, nó ra chữ gừ. Thế thôi mà, được chưa? Rồi, comment số 1 rất là nhiều. Rồi, cảm ơn cả lớp. Cảm ơn cả lớp mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang âm tiếp theo. KG rồi thì chúng ta sẽ đến âm F và V. F, V. Đó. Âm này.
tiếng Việt mình không có đúng không? Tiếng Việt mình chỉ có phờ thôi, phờ ra âm thôi, chứ không có phờ ra hơi đúng không? Phờ ra âm, được chưa ạ? Vì vậy để chúng ta đọc âm này, F là âm ra hơi nha, còn V là âm ra âm, được chưa ạ? Cái gì? Nhắc thì nhắc từ đầu giờ này, mình nhắc cái gì nhá? Đầu giờ nhiệm vụ em đã phải nhắc ngay rồi. Ok, âm F này nè, cái âm này nó gọi là âm môi răng. Tuy nhiên là chúng ta có hai môi và hai răng, đúng không ạ? Hai hàm răng mà nhanh thế, người bảo cô bảo mỗi người có hai cái răng chứ. Thì chả hai môi và hai răng đúng không? Vấn đề là dùng môi nào và răng nào hay dùng tất? Comment cái. Cả lớp comment xem dùng môi nào, răng nào hay dùng tất. Dùng tất cho nó chắc. Dùng tất cho nó chắc. Comment cho cô dùng môi nào, răng nào. Ôi giờ cái phần comment nó nhảy đâu mất. Nhiều bạn ấy, dùng tất. Cả hai luôn. Dùng tất cho nó chắc. Bảo em bảo ăn gì em ăn tất. Ăn tất cho nó chắc. Rồi. Rồi ok. Hôm nay là hôm gì ạ? Gọi là răng môi, môi răng đúng không? Vậy là chúng ta sẽ dùng là gì ạ? Môi dưới và răng trên, đúng không? Rồi, đây. Đấy ạ. Rồi, phi môi lên răng. Âm này gọi là âm gì mà cô bảo âm phi môi lên răng. Đấy, phi môi lên răng. Đấy, bình thường miệng đang cười đúng không? Đấy là đưa môi lên này, quan sát cô là đưa cái môi lên răng này. Đưa môi dưới lên răng trên này. Đấy. Chúng ta tập theo đi, đưa cái môi lên răng cho nó quen đi đã, bởi bình thường cứ môi gặp môi đúng không? Thế bây giờ làm nào để môi gặp răng trên chứ không phải môi gặp môi nhá. Giờ môi gặp môi ra. Được chưa? Được chưa? Như thổi bụi ấy, được chưa? Mà bây giờ phải là môi răng. Bởi âm nó tạo ra bởi âm hay là hơi nó tạo ra bởi môi và răng, vì vậy môi với răng phải gặp nhau chứ không phải môi gặp môi, được chưa? Lại ngồi tưởng tượng lên không phải hôn đâu mà môi gặp môi nhá. Được chưa? Môi gặp răng, được chưa? Môi mình gặp răng mình nhá. Không phải sang người khác đâu. Rồi, đây quan sát là cô đưa môi lên răng đây ạ. Làm cho quen đi ạ. Dạ, môi gặp răng chưa? Dạ. Rồi, và chúng ta lưu ý này, khi phát âm âm này thì chúng ta lưu ý môi phải duy trì sát lên răng. Bao giờ gì ạ? Hơi nó xong hết rồi hay âm nó xong hết rồi thì mới thả cái môi ra, chứ vậy này đấy không phải đâu nhá. Đấy bảo em cũng ra hơi đây, em đọc chuẩn đấy, em cũng ra hơi đây, em đọc được chưa, thì không phải đâu nhá, được chưa? Mà hơi này nó tạo ra bởi môi và răng, vì vậy môi phải duy trì sát lên răng để nó ra hơi, chứ không phải là em phật cái em ra ngay, được chưa? Phật cái ra ngay là không chính xác. Đây quan sát cô bắt đầu cô làm vào hơi này đây. Đấy, cái hơi nó phè phè đúng không? Nó sang ngang hoặc nó lên lên mũi mũi hơi mát mát cái mũi một tí thì nó chuẩn này. Đúng chưa? Xong rồi thả ra, mình cho dễ không? Dễ nhỉ? Rồi, đấy, gọi là âm môi răng đúng không? Slide cô đang để thế còn hỏi slide cái gì? À, để slide nhìn cho dễ à? À, ừ nhỉ, rồi ok. Ok, rồi, đây, quan sát lại. Bé quá à. Kích với cái hình của cô ấy, xem là hình của mình ấy. À. Thế thôi, đi chưa? Gọi là âm gì? Âm môi răng, đúng không? Phi môi lên răng, xong. Dạ, ra hơi, được chưa? Chúng ta sẽ thế thôi. Ok, bây giờ này, âm V nhá, V nhá. V thì lưu ý này, cũng môi lên răng y nguyên như thế. Cái bản chất của cái âm này chúng ta để ý này, chúng ta hay sai ở chỗ là gì ạ? Chúng ta cứ đưa môi lên cái thả ra, đưa môi lên cái thả ra ngay thì bắt đầu. Thì đấy, chúng ta sai vì sai chỗ đó. Vậy nên chúng ta cần phải để ý là đưa môi lên gì ạ? Gặp răng, nhưng mà gì ạ? Khi phát âm là môi phải duy trì sát lên răng, bao giờ xong mới thả nó ra, được chưa? Chứ phải đưa môi lên vập 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 vập, và đấy là em chuẩn rồi. Được chưa? Em vẫn
môi răng đấy cô, đúng không ạ? Nhưng mà đấy là không chính xác. Mà môi răng phải, môi phải duy trì sát lên răng, đây là yếu tố quan trọng, được chưa? Tại sao các bạn thấy là gì ạ? Khi mà nghe những giáo viên nước ngoài họ giảng, bạn đưa lên bạn làm y nguyên như họ, tại sao lại thấy nó gì? Lại thấy nó sai là bởi vì có ai dặn các bạn là môi phải bám sát vào răng đâu? Đúng không? Em cũng đưa lên em làm vâng, đúng không? Nghĩ là mình đúng nhưng mà đâu có đúng đâu, được chưa ạ? Mà nghe quan sát này, môi lên răng này, bám sát đây, đây. Đã đưa môi lên răng và bắt đầu cho âm ra. Xong bắt đầu mới thả cái môi ra, được chưa? Thấy nó tê tê răng không? Thấy tê răng môi không? Môi nó tê tê, nó buồn buồn á, đúng không? Tê tê buồn buồn, cảm giác ngứa ngứa, đúng chưa? Làm thử đi xem thấy nó thấy không? Đây. Được chưa? Thấy ngứa ngứa môi chưa? ngứa môi là chuẩn đấy. Được chưa? Đấy thì môi nó phải bám sát vào răng. Bởi vì âm nó sẽ tạo ra bởi môi và răng, chứ âm nó tạo ra bởi cái mồm mình đâu. Được chưa? Là vợ. Thì đấy là cái gì? Cái miệng của mình ra âm, chứ không phải là môi với răng nó ra âm nữa nhá. Đã phải là môi răng thì môi với răng nó phải gì? Nó phải gì? Đập với nhau, được chưa? Và xong bắt đầu mình thả ra. Đây. Bạn nào mà sợ mà mình cứ quen thành thói quen cũ là vờ thì tập tay lên này. Đây. Xong bắt đầu mình thả tay ra thì là chúng ta tự thành thói quen này. Đấy, xong là thả ra, được chưa? Thả ra, thấy chưa? Thả ra, được chưa? Đây, nó như vậy thôi. Thấy nó tê chưa? Rồi, nó chỉ có mỗi thế thôi mà. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào nhá. Bây giờ vào đọc từ này. Ok, rồi, âm F của chúng ta. Đây. Đây, đưa môi lên răng và đọc này. Phèn. Phèn. Đấy. Chứ nó phèn đâu nhá, là không có tí hơi nào cả. Đưa môi lên răng này. Phèn. Đấy, ra một ít hơi đã, được chưa? Phèn. Được chưa? Bắt đầu được hơi nhiều tí, còn sau này quen rồi thì nó sẽ bớt đi một ít là vừa. Nhất này, từ cảm thấy nha, đưa môi lên răng này. Phèn. Phèn. Rồi, ok. L thì đưa L lên nhá. Phèn. Lưỡi lên răng nhá. Ừ, được chưa? Phèn. Phèn. Rồi, tiếp theo này, âm F ở cuối thì môi răng ở cuối nha. Đây. Hát thì cho nó ra hơi một tí ở đầu ạ. Half. Đấy, môi răng half. Rồi, tiếp theo từ cà phê thì F nó ở giữa, được chưa? Thì môi răng ở giữa này. Coffee. Môi răng nó cough cái là môi lên răng luôn, được chưa? Coffee. Được chưa? Cờ nó ra hơi một tí là được rồi. Coffee. Được chưa? Ok. Rồi, từ điện thoại không đọc phone đâu nhá. Không đọc là phone mà là môi răng này. Phone. N cuối hơi ẩn có dư âm ẩn gì? Phone. Được chưa? Từ cười này, cười nhá. Thì chúng ta đọc F ở cuối. Đọc nhá. Laugh. Được chưa? Ok. Lại một lần nữa đọc cùng lại theo cô nha. Rồi, cùng nhau đọc này. Phèn. Môi răng này. Phil. À, đây là L đấy. Môi răng và sau đó chuyển L lên luôn này. Phil. Đó, được chưa? Ok, tiếp này. Half. Tiếp này. Coffee. Fun. N hơi ở đây nửa cuối. Fun. Laugh. Ok, xong, đến âm V. Sang âm V ạ. Âm V chúng ta cứ đưa môi lên răng và ra âm. Cảm giác ra chữ vừ nhưng nó không hoàn toàn là vừ đúng nhá. Đấy. Được chưa? Và từ nhá, cứ môi lên răng này. Vẹt. Con ra vừ một tí đi cho nó quen đi. Vẹt. Cứ môi răng dí ra âm một tí. Vẹt. Được chưa? Cứ môi răng. Vẹt. Đọc thế cho nó quen đi đã. Sau này mọi người nó mất đi một tí là vừa. Còn nếu bao giờ cái từ này nếu đọc chuẩn và từ thì nó không cần thiết phải vậy. Vẹt như thế đâu nhá. Bởi vì là ban đầu nếu mà mình đọc trôi ngay thì nó lại mất âm. Được chưa? Vì vậy các bạn chỉ cần đọc là
vẹt, vẹt. Nếu cô đọc thì nó chỉ như thế thôi. Còn đấy, nhưng ban đầu các bạn để tránh nó bị mất cái âm đi, chúng ta cứ đọc vẹt, vẹt, vẹt. Được chưa? Đầu lưỡi lên răng âm T nhá. Tiếp này, M, V cuối nhá. V cuối thì môi răng ở cuối này. Mà ở cuối thì chúng ta lưu ý chữ này nó sẽ nhỏ bằng 2/3 so với âm trước nó, bởi vì nó là âm giá âm. Được chưa? Ok. M thì mím cái môi lại, hơi mím môi lại một tí ạ. M. Ừ, mím này. M. M. Đúng không? M. Được chưa? Ok. Tiếp này, vờ đầu này, môi răng này. V. 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 Được chưa? Ok. Tiếp theo từ xe tải này. Vờ này. Ven. Ven. Hơi có ân ân ở cuối một chút ạ. Ven. Có dư âm ạ. Ven. Được chưa? Ok. Từ sống nha, từ sống này. Không đọc lip không nha. Lip với like không biết là sống như nào. Và tên này là V cuối này. Live. Có dư âm nhưng dư âm này nó không to như là chúng ta đọc to đâu nha, mà nó chỉ có dư âm này. Được chưa? Live. Quang Vinh tắt mic đi. Live. Live. Dạ, live. Đấy chỉ môi răng này nó có chút dư âm rồi. Ok, cùng nhau đọc lại em này nhá. Vet. Move. Zero. Ven. Live. Live. Được chưa? Dễ không? Dễ đúng không ạ? Rồi chúng ta xong 4 âm rồi. Bây giờ chúng ta sang tiếp 2 âm cuối cùng nha. 2 âm là. Rồi, âm này có vấn đề gì không? Nếu ok rồi thì comment tiếp số 1 cho cô. Ok cặp âm này rồi thì comment tiếp số 1 cho cô ạ. À, mùi một rất là nhiều. Ngon rồi đúng không? Thực ra âm này chỉ có mỗi gì? Phi môi lên răng, đúng không? Âm vào gì âm? Phi môi lên răng, sao không? Âm hát trong này chúng ta học có gì? Hà hơi, đúng không? Sao không có ăn gì nữa? F ra hơi còn là ở gì? Về ra âm, cặp âm này chúng ta chỉ cần để ý là môi duy trì sát lên răng khi phát âm là được. Thế thôi, thì là âm nó sẽ chuẩn. Nó chỉ đơn giản vậy thôi mà. Rồi, ok, cảm ơn cả lớp, comment rất là nhiều. Sang cặp âm tiếp theo cuối cùng là cặp âm cuối cùng là coi như là finish của phần phụ âm mình nha. À, chúng ta sang âm D và âm thở. D và thở. Dạ. Yeah. Hai cặp âm này bình thường nha. Trong tất cả 9 âm vô thanh của chúng ta thì 8 âm vô thanh chúng ta đã học xong rồi thì nó lại dễ nhất, nó rất là dễ. Thế nhưng riêng cái âm thờ thờ này thì nó là âm vô thanh nhưng âm này lại đọc khó hơn âm hữu thanh. Nên vì vậy chúng ta nếu khó hơn chúng ta phải đọc âm tờ trước. Học âm tờ trước thì học âm thờ rất dễ, nhưng nếu học âm thờ trước hoặc học âm tờ sau thì lại khó. Thấy chưa? Thế đấy là cái quy trình của cô dẫn các bạn. Vậy bây giờ chúng ta sẽ học âm tờ trước nhé. Âm tờ là âm ra âm. Thấy chưa? Âm tờ là âm ra âm. Đây, âm này là âm ra âm. Âm này. Thấy chưa? Còn âm này là âm ra hơi. Thấy chưa? Đấy. Âm này được gọi là âm răng lưỡi. Răng lưỡi. Vấn đề có hai răng một lưỡi đúng không? Dùng răng nào lưỡi chứ một cái thôi, dùng răng nào? Dùng răng nào hay dùng cả hai răng? Cả lớp comment cái. Lưỡi thì có một cái rồi nhưng dùng hai răng hay một răng? Dùng hai răng hay một răng? Trên dưới. Răng trên. Rồi. Chúng ta lưu ý này, để âm này nó chuẩn được thì âm D chúng ta là âm ra âm nhá, đang học âm ra âm ạ. Thì hai răng phải xít vào lưỡi. Nhá. Xít vào như kiểu cắn cắn ấy, nhưng đừng có cắn hận nhá. Cắn đứt thì cô không chịu nhiều đâu nhá. Nhá, hai răng xít vào lưỡi này. Như kiểu mình cắn vào nó ấy, được chưa? Phải sát như thế nhá, bởi vì nó đâu gọi là răng lưỡi mà, thì có nghĩa âm nó sẽ phải tạo ra bởi răng và lưỡi. Chứ không phải em cũng thò ra em cắn thế này, nhưng khi em thụt lại em mở cái miệng ra. Khi em thở phát âm này em cắn này. Trong lúc em mở, em thụt lưỡi lại cái là em gì ạ? À? Em mở cái miệng ra. Đờ, 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 đờ. Thực ra không phải như thế đâu ạ. À. Mà mấu chốt để răng và lưỡi nó tiếp xúc vào nhau ấy, đặt ra như này, tay để lên đây. Được chưa? Làm sao mà khi phát âm lưỡi và răng nó phải xít vào nhau, chứ không phải là
g g g mở miệng như thế này, được chưa? Đây, đặt lưỡi ở ngoài. Đây. Đặt đi đã. Đã hai răng xíp lưỡi chưa? Cắn cắn vào nó chưa? Đây, thì có thụt lại này. Z z z. Các bạn thấy cái miệng của cô có mở này không? Có thấy thế này không? Không đúng không? Đấy, cái mấu chốt chúng ta là miệng đừng có mở. Đây. Z z. Yeah. Z. Thì âm nó mới giật, mới rung, đúng chưa? Đấy mới chuẩn là răng lưỡi. Yeah. Răng lưỡi thì em cứ mở tung tóe ra. Chả chạm gì cả, mới đầu em cho chạm nhưng sau kia bắt âm thì em mở tung tóe ra. Và em đặt y nguyên giống giáo viên nước ngoài thôi. Sao mà âm của em lại khác với âm của họ? Là bởi vì thế. Có ai dạy các bạn đâu? Có ai dặn các bạn là bởi gì ạ? Gì ạ? Không mở miệng đâu ạ? Và xem chẳng có video nào bảo các bạn không được mở miệng. Thế nhưng mà gì ạ? Họ quên không nhắc những cái việc đó nên là chúng ta cứ gì ạ? Cứ đặt lưỡi ra y nguyên thế, sau đầu khi thụt lại cái là đấy cái theo cách của mình. Đờ, 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 em vẫn đặt ra ngoài đấy. Đờ, 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 đúng không? Thì âm nó là như thế. Còn lại gì ạ? Chuẩn âm này. Đờ, 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 đờ. Dạ, đấy, không mở miệng nó khác nha. Khác, đúng không? Đấy, nó phải thế. Đặt lưỡi ngoài đi, làm theo nào. Đờ, 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 đờ. Đúng chưa? Đấy, nó như thế. Đấy, thấy bạn nào làm đây có tiếng này chuẩn phết đấy. Được chưa? Thế là ok đúng không? Nó chỉ có thế mà. Hôm nay chỉ có vậy. Vào từ đầu zip zap di dâu là được. Zip zap di dâu bao nhiêu cái giờ Việt Nam thành giờ hết. Không biết là nước mình, tiếng Việt mình có mấy chữ giờ. Giờ JD này. Mấy lại giờ. Giờ gì? Giờ r r ấy. Âm r ấy. Với lại tiếng Anh có âm z thành giờ luôn. Xong chữ giờ g với chữ gì lại thành giờ hết luôn. Tóm lại thành giờ hết luôn. Được chưa? Thì chúng ta phải đọc chuẩn. Dạ. Vậy. Giờ không phải zip zap đi đâu nha. Đây đặt vào từ này. Đây. This. 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 Được chưa? Đây, cô cho các bạn vào slide luôn nha. Nhìn cho nó dễ ạ. Oh my god. Ờ tắt mic đi nha, đừng có bật lên nữa. Hôm nay dậy các bạn là tốt lắm ấy. Cô ốm liệt giường 2 ngày đấy. Hôm nay phải cảm ơn anh Hoàng gia trong nhóm của mình ấy. Giúp cô hai ngày chữa, không thì cô làm biệt giường liệt giường luôn ở nhà đấy. Thời tiết thay đổi đang từ nắng sang mưa, à đâu đang từ nắng phát tự nhiên mưa xong lạnh 2 ngày, xong thì hôm nay là nắng luôn, nóng luôn, nên là 2 ngày cô nằm nhà chả làm được cái gì cả, cứ nằm ở trên giường thôi, không làm được cái gì hết. Thì hôm nay có anh ấy sang anh hỗ trợ cho thì hôm nay lớp mới dậy được đấy. Nên là cảm ơn nhà tài trợ Hoàng gia. Rồi, chúng ta vào âm đâu nhỉ? À, âm kia nó nằm ở chỗ, nó nằm ở cái slide khác. Chờ cô một tí tẹo là cô mở cái slide đấy nhá. Nó đâu đây. Slide đâu. Học lốt cái này là chúng ta. Ok. Đờ nó ở đâu nhỉ? Đây. Anh Dũng chứ gì lại cảm ơn anh Hoàng gia rồi. Anh học diễn trận đấy nên là chữa rất là tuyệt vời. Đang cả đêm cả ngày không ngủ được tí nào. Hôm qua anh ấy làm cho thì bắt đầu mới ngủ được ấy. Không là không ngủ được. À, diễn trận. Vâng, chữa diễn trận đấy. Ok, đây âm tờ đây. Chúng ta đọc vào từ nha, là không đọc dây đâu nha. Không đọc dây đâu nha, không đọc gen đâu nha. Mà chúng ta đặt lưỡi ngoài này. À, dây, 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 dây. Cứ làm đi, cứ đọc nhiều nó khác quen đâu. Ban đầu nó chưa quen. Đây, dây, 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 dây. Được chưa? Tiếp này. Dèn, dèn. Then, được chưa? Thụt là đặt lưỡi ngoài không hay thụt ở trong? Then, then, được chưa? Tiếp này. Then, 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 được chưa? Không phải dơn, dơn đúng nhá. Dơn là lưỡi không ra ngoài, để ra ngoài này. Then, 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 được chưa? Tiếp theo không đọc zit đâu nhá, mà đọc this, 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 được chưa? Ok, rồi. Nếu ở giờ ở giữa một chữ này, chúng ta lưu ý này. Anh Hoàng gia làm gì mà giỏi vậy? Thầy chữa diện trần đấy, trong câu lạc bộ thiền của cô.
trong câu lạc bộ thiền của cô Lan, một thiền kỳ công ấy, thì mấy cái món chữa bệnh cô cũng ham hố học lắm, chỉ học mấy cái cơ bản thôi để chữa lúc khẩn cấp, còn đâu mấy cái chuyên sâu đấy thì phải học mất nhiều thời gian á. Mình có ai chuyên sâu thì mới học cái đấy được. Đây, mình không đọc father nhá, mother nhá, brother đấy ạ, mà chúng đặt lưỡi ngoài này. Đây, âm tờ giữa thì chúng ta ban đầu phải đọc chậm nhá, bởi vì là nếu chúng ta đọc nhanh một cái là mất em giờ ngay, là đại giờ theo bình thường ngay, được chưa? Nên nếu nó ở giữa một chữ thì chúng ta phải đọc chậm, ban đầu phải chậm sau đó mới nhanh dần được. Bây giờ quen rồi mới đọc là father, mother, được chưa? Còn nếu chúng ta chưa quen thì đọc là, đọc theo cô này, môi răng nhá, phi môi lên răng ở mép, father, father, được chưa? Chậm thôi, father, 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 được chưa? Đấy, nó như thế nha. Tiếp này, brother, brother, bờ mí môi lại nhá, brother, brother, đó. Rồi, tiếp theo ạ, từ mẹ hơi mí môi lại, mother, 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 được chưa? Cứ thật đặt lưỡi ngoài thôi, mother, được chưa? Tiếp theo từ vải nha, vải hoặc là rẻ nha, thì chúng ta có từ g cuối không đọc là close, g to đấy nhá, mà nó phải nhỏ, bởi vì nó là âm ra âm thì phải nhỏ bằng 2/3 so âm trước nó, close, 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 tức là âm nó sẽ nhỏ đi ạ, close, close, close. Uống nước dây dơm là dễ ngủ được cô ạ. Cô không uống dơm được. Dây dơm là dây gì? Dơm dạ, dơm dạ, dơm lúa. Cái doang của cô nó không như bình thường đâu. Cô uống các thể loại át thần dễ ngủ ấy, có chè như trà đinh lăng, ngày nào chả uống đây này, được tặng ngày nào chả uống cũng ngủ đâu. Nó căng não nên không ngủ được. Vấn đề phải giải quyết vấn đề xoang, vấn đề thời tiết ấy thì mới ngủ được, chứ còn không nó căng não nó không thể ngủ được luôn. Rồi. Hoặc là cho thuốc liều cao. Thuốc liều cao. Đây. Đây, đây chúng ta đọc lại nhắc lại lượt này, đặt tay lên đây, đặt tay lên đây này, đọc này. They. Then. Then. This. This. Cứ đặt lưỡi ngoài và đặt tay đây để cho nó khỏi ra. Tiếp ạ. For the. À, môi răng nhá. For the. Mí môi này. Bra the. Bra the. Mí môi. Mo the. Close the. Close the. Close the. Close the. Được chưa? Từ quần áo á, từ quần áo không đọc close dịp đâu nhá. Từ quần áo là âm z ở cuối, được chưa? Từ quần áo là âm z ở cuối, đọc là close, close. Được chưa? Đọc không chuẩn lại bảo là gì à, mang cho tao bộ quần áo này mà give me clothes. Tưởng là đọc không chuẩn nên nó lại mang cho miếng rẻ đấy thôi rồi, đúng không ạ? Tại vì rẻ nó rẻ hay vải nó đều là close, close, đúng không? Còn quần áo phải là close, z z z, close, close. Chứ phải đọc close dịp tiêu nha. Được chưa? Thấy nhiều bạn quan tâm sức khỏe cô thế. Vừa nhắn được cái uống dơm mình uống gì? Uống G3 là cái gì không biết. G3 hay G7? Cô vừa uống G7 cho nó tỉnh ngủ để dậy lớp đấy. Còn cái lúc mà nó cứ buồn ngủ, cái lúc mà cần ngủ nó không ngủ, nhưng nó cứ buồn ngủ thế thôi, nhưng không ngủ lâu, nằm xuống là không ngủ được đâu. Nó cứ buồn ngủ, mắt nó cứ nhắm tịt vào đấy nhưng mà không ngủ được, nằm mà không ngủ được. Nên lúc đấy thì mắt nó mới nhắm tịt và lại phải uống một tí cà phê rồi. Rồi. Rồi, tiếp nào. Âm này, âm thờ này là âm mà chúng ta thấy rằng là sẽ nhiều người khó đọc đấy đúng không? Âm thờ này chúng ta lưu ý này. À, âm giờ lúc đấy là dùng cả gì ạ? Cả hai răng đúng không? Cả hai răng đúng không? Còn âm thờ này nhá, chúng ta lưu ý nếu để mà chúng ta phát âm này nó chuẩn và nó mềm mại, nó không bị cứng, không bị khô ấy, thì chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ dùng mặt lưỡi trên và răng trên tiếp xúc với nhau. Còn mặt lưỡi dưới và răng dưới không cần tiếp xúc. Tiếp xúc thì tiếp xúc mà không tiếp xúc không cần thiết, được chưa? Quan trọng nhất là mặt lưỡi trên và hàm răng trên là phải tiếp xúc với nhau để nó ra hơi, được chưa? Vẫn đặt lưỡi ra ngoài như bình thường đấy. Đó thôi là gì ạ? Khi chúng ta phát âm thì chúng ta thụt cái lưỡi lại và thụt lưỡi lại, nhưng khi chúng ta thụt lưỡi lại nha là lưỡi vẫn được quẹt vào răng ấy,
khi thụt lại là lưỡi phải quẹt vào răng, sau đó hơi hơi đẩy ra là xong. Để quan sát cô làm này. Được chưa? Chứ không phải là như này đâu nha các bạn, này mở miệng này. Đấy là không phải thở đâu nha. Đấy thở của Việt Nam mình ra hơi đấy, được chưa? Mà lưỡi phải quẹt vào răng và không được mở miệng này, không mở miệng này, hiểu chưa? Được chưa? Chỉ có mỗi lưỡi trên và răng trên tiếp xúc nhau này. Đấy. Được chưa? Đấy, nó chỉ có đây, nó ra hơi mát mát răng. Tóm lại là thấy như hơi ra hơi mát mát răng thì là chuẩn đây. Thấy chưa? Nó mát mát răng. Cứ răng cứ bám sát vào lưỡi xong nó ra hơi. Được chưa? Nó chỉ uống như vậy thôi mà. Nhưng mà phải hít hơi nhá, không nó các bạn không ra đủ đâu. Chỉ hít khoảng 2, tức là bạn chỉ cho ra 2-3 lần mình hít vào, nhưng nó không đủ hơi thì nó không ra được đâu. Hít đi. Mình ra nhiều nó mệt lắm. Tiếp theo này. Được chưa? Ok. Và chúng ta vào từ này thì chúng ta lưu ý nha. Chúng ta đọc vào từ, chúng ta không đọc thin thích nhá. Thin thích là không đúng đâu nha, mà đặt lưỡi ngoài này. Thin. Thin. Đúng không? Thin. Đúng không? Từ tiếp theo từ dày này. Thick. Đấy. Thick. Thick. Được chưa? Ok nha. Thế còn chúng ta lưu ý là chữ thở cuối một chữ nha, thì nó hơi đặc biệt một chút. Nếu chúng ta đọc giống hệt những cái video trên mạng người ta dạy ý, thì thứ nhất âm này chúng ta rất cứng và ở cuối thì càng sai. Ở cuối để con đọc giống hệt video của nước ngoài họ dạy, nhưng mà khi mình vào từ thấy nó cứng và nó rất là thô. Mà khi mà nghe thì khi mình check cái từ điển thì anh và anh Mỹ á, thì thấy rằng là nó cái âm của mình nó không giống hệt với họ một chút nào cả. Thì mình để ý này. À, cái âm này chúng ta để có cái mẹo. Cái sao cái mẹo chúng ta để làm cho cái âm này nó mềm mại, chúng ta để ý này, chúng ta xòe cái bàn tay của chúng ta ra, xòe bàn tay ra. Và chúng ta tưởng tượng trên tay chúng ta rất là nhiều bụi, rất là nhiều bụi. Và bây giờ chúng ta làm thế nào, chúng ta thổi một phát cho hết sạch bụi đi. Thổi một phát sạch bụi đi, bây giờ làm nào nào. Thế thì phải thế thì nó mới hết sạch được, một cái phải hết sạch cái bụi ngay, được chưa? Tiếp tục bây giờ chúng ta tưởng tượng trên tay chúng ta bây giờ không phải là bụi nữa mà sẽ là cát. Toàn là cát thôi, cát nó sẽ nặng hơn bụi đúng không? Bây giờ chúng ta làm thế nào, chúng ta thổi một phát hết sạch cát trên tay. Làm nào, thử làm đi ạ. Tưởng tượng toàn cát ra bây giờ thổi đi ạ. Đúng không ạ, thổi lại thế nào. Đúng không ạ, biết làm nào nó hơi nó mạnh hơn. Nếu chỉ dùng môi không thì nó có đủ hết đâu. Nếu dùng môi không thì nó còn thổi được hết cát đâu. Nhưng vậy nếu mà dùng cái lực chỉ có môi như này thôi thì chỉ hết bụi đúng không? Nhưng bây giờ cát này. Đúng không? Phải làm nào ạ? Đúng rồi, chính xác phải dùng đến gì ạ? Lưỡi, chính xác. Lưỡi làm thế nào ạ? Để cô thè lưỡi cho cả lớp nhìn nha. Cong, cong. Cong cái lưỡi tròn cuộn cuộn lại tí. Nhưng nó bên trong đây cô khoe thì các bạn mới nhìn thấy. Còn nếu mà khi cô ngậm này các bạn sẽ không nhìn thấy ạ. Các bạn không nhìn thấy, chỉ nhìn mỗi môi đúng không? Nhìn thực chất bên trong lưỡi là cong. Được chưa? Ừ. Ủa? Thấy chưa? Tức là cong hai cái thành lưỡi lên, cong hai cái thành lưỡi lên để nó tạo thành một luồng thì hơi nó sẽ rất là mạnh, nó ra tập trung một chỗ, được chưa? Ok. Đấy. Khi mà từ thì nó không mạnh như thế, nhưng mà từ nó không mạnh như thổi bụi đâu, nhưng mà cái luồng hơi người ta mạnh thì nó sẽ là, được chưa? Bạn nào mà không cong được lưỡi thôi đành phải dùng môi. Nhưng nếu mà dùng môi không ấy mà hơi người ta bị yếu ấy thì là sẽ không thấy có dư âm cuối, chúng ta sẽ bị mất hơi cuối. Nhưng nếu chúng ta mà môi, nếu mà hơi khỏe thì dùng mỗi môi thôi là cũng đủ. Ví dụ như cô này, cô chỉ dùng mỗi môi thôi là hơi vẫn đủ này, vẫn ra được đúng không? Nhưng mà dùng thêm lưỡi này, đúng không, nó mạnh hơn đúng không? Và từ này, ví dụ chúng ta đọc không đọc mau đâu nhá, không đọc mau không, mà không đọc mau đâu nhá. Mau chính lúc đấy trở thành con chuột rồi, con chuột nó sẽ là, đúng không, như cái miệng nó khác với con chuột nha, được chưa? Cái miệng nó phải là màu, môi trụm ra, lưỡi cong này, cong hai thành lưỡi này, màu, 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 thấy chưa? Luồng hơi nó rất là mềm mại. Còn nếu chúng ta đọc như lúc nãy là màu,
màu. Các bạn thấy không, người bản ngữ là đọc thế cả. Nhưng mà họ dạy các bạn thì họ dạy như thế. Họ dạy các bạn âm thờ chỉ đọc như thế thôi. Nhưng khi vào từ thì à, khác hoàn toàn. Vậy thì để làm nào khác hoàn toàn phải là cô nhé. Đừng có làm theo video trên mạng về em thấy cô Tây, cô Anh, cô Anh Mỹ, cô dạy em thế này này, em đọc thế hay cô đóng hay cô dạy sai nhá. Được chưa? Mục tiêu của cô dạy không phải là để gì ạ? Cái miệng của mình giống miệng thằng Tây đâu nha. Miệng mình không giống miệng của nó đâu, miệng của mình là của mình. Nó không giống miệng của nó đâu. Mà âm của mình giống nó là được rồi, chứ không phải là mục tiêu của cô là gì ạ? Cái miệng của mình là giống miệng của nó, được chưa? Không cần thiết miệng mình khác miệng của nó cũng được, nhưng âm của gì ạ? Của mình giống của nó thế là được, được chưa? Nên là nhiều bạn về thì thấy cô dạy này thôi, thấy về xem video lại thấy khác hoàn toàn và ôi chắc cô dạy sai, hiểu không ạ? Nên là cô mục tiêu cô không phải là cái gì ạ, cái miệng giống nó mà là cái âm của mình giống nó, thế là được, được chưa? Vậy cô làm thế nào để cho cái âm giống nó thì làm nào đơn giản nhất cho mọi người tưởng tượng thôi, chứ bây giờ lại cứ phức tạp lên thì mọi người rất khó học, được chưa? Để đọc lại nhá. Màu đấy luôn ơi, rất mềm mại luôn. Về nhà các bạn thử check cái từ điển, check từ điển Oxford hoặc từ điển Cambridge ấy, thì bạn thấy luồng hơi nó rất mềm mại y nguyên như thế luôn. Chứ còn nếu các bạn theo đúng video trên mạng thì các bạn lại ra là màu nó lại như thế mà chẳng thằng nào đọc gì cả, được chưa? Ok, tiếp theo từ miền Bắc nha. Miền Bắc chúng ta đọc north không nhá, được chưa? Mà đọc là north, được chưa? Chúng ta sẽ không đọc in the north ở Việt Nam ạ. In the north of Vietnam. North. Được chưa? In the north of Vietnam. Được chưa? Được chưa? Chúng ta đọc lại từ này nha. Đọc lại từ cái miệng này. Mouth. Được chưa? Tiếp ạ. North. Được chưa? Ok. Đấy, chỉ mỗi thế này. Đấy. Chụm cái môi vào và chụm cái lưỡi vào thôi. Được chưa? Giống như thổi sáo ấy, nhưng mà nó chỉ ra hơi thôi, chứ không được ra âm. Được chưa? Em mà thổi sáo thì không biết các bạn có phải dùng lưỡi rồi, cô không thổi sáo cũng không biết, có dùng lưỡi không cũng biết. Nhưng mà chắc chắn dùng phải dùng môi trụm vào rồi, đúng chưa? Thế nó chỉ có như vậy thôi, được chưa? Ok, tạm thời hôm nay là chúng ta đã xong, hôm nay chúng ta học năng suất 8 âm đấy. Đúng chưa? 8 âm rồi. Và ngày hôm nay là chúc mừng chúng ta đã xong hết phần phụ âm rồi. Xong hết phụ âm là 25 phụ âm là chúng ta đã được một nửa từ rồi. Được chưa? Và chúng ta lưu ý này, sau cái buổi ngày hôm nay thì cô sẽ chụp lại cái phần màn hình này nhá, để cho lớp về nhà này. Hàng ngày cứ mỗi ngày dành cho cô tầm khoảng 3 phút. Được chưa? 5 phút càng tốt. Được chưa? 5 phút càng tốt. Ngồi đọc lại tất cả các âm ở trong cái từ mà cô dạy các bạn ở đây này. Cứ ngồi đọc, ví dụ đọc là sim, sick, màu, nọ. Đấy, something. Chậm thôi nhá, đừng đọc nhanh, được chưa ạ? Các bạn mà đọc nhanh ý, thì là nó sẽ bị hỏng đấy. Ban đầu mà đòi nhanh ngay thì hỏng. Ban đầu phải đi chậm, sau đó mới về nhanh. Nhưng ban đầu đi nhanh thì sẽ về gì? Về chậm, được chưa? Về nhà cứ dành cho cô mỗi hôm chỉ khoảng 3 phút thôi. Ngồi 3 phút, còn 5 phút, nhiều thì 5 phút là ok. Đọc lại hết tất cả các âm, cứ đọc đi đọc lại. Cứ mỗi hôm lại đọc lại, mỗi hôm lại đọc lại. Ví dụ thờ thì đọc hết các âm của thờ, đờ đọc hết các âm của tờ, cứ đọc đi đọc lại mấy lần vào trong cái miệng nó quen đi, để sau khi mình bật một cái mình biết thò ra thuộc vào, được chưa? Ok, nó chỉ có như vậy thôi. Mà một tuần mới có một buổi học, vì vậy nên cả tuần cứ ngồi đọc lại 8 âm này chẳng lẽ là không được, đúng không? Cứ tập đi tập lại chẳng lẽ không được, chỉ sợ là về nhà không học gì thôi, được chưa? Ok, xong hết rồi ạ. Ngày hôm nay thì chúng ta như thế là khá là ổn rồi. Rồi các bạn cho cô cảm nhận của buổi ngày hôm nay nào. À nhớ nha, từ đã. À, nhớ nha, sau buổi ngày hôm nay là cả lớp này điền hết danh sách vào lớp cho cô nha. Còn từ buổi sau bắt đầu kiểm tra là những bạn nào không có trong danh sách là sẽ out ra khỏi lớp đấy. Được chưa? Bởi vì cô đã nói luôn rồi, không phải cô Lan ghê gớm hay gì cả đâu. Thế nhưng mà gì ạ? À? Cô Lan phải đòi hỏi như thế để cho lớp mình học tập trung và tất cả mọi thứ phải ok. Được chưa? Để cho nó ra kết quả. Mọi thứ cô đưa ra để tốt cho lớp thôi. À, chứ không phải là làm cái gì cả. Được chưa ạ? Vì vậy lớp là đầy đủ cho cô là xong, bây giờ vào click vào cái Google cái form ấy, điền luôn thông tin cho cô nhá. Không lại mai lại bảo em quên, được chưa? Ok, rồi lớp cho cô cái cảm nhận của buổi học ngày hôm nay nè. Viết cũng được, gõ cũng được, bạn nói cũng được. Đây, cô bật mic lên cho lớp. Cảm ơn cô. Anh quá chậm quá không? Thình. Bảo cô nhá. Thank you so much. Cô dạy cô thấy chậm được, có cô chậm mà
Được rồi, chậm đi là được. Chậm về được rồi cô. Chậm vừa vừa đúng không ạ? Yeah. Rồi. Cần điều chỉnh không? Người cầm tập đi, lưỡi nó đang hơi cứng. Đang hơi cứng nên phải nhặt tập dần đúng với công được. Có người nhiều tuổi là lưỡi nó không. Một số người lưỡi nhỏ ấy là nó hơi khó cong. Hơi cong rồi tí được ơi, tập đến đừng là làm được mà. Thank you cô. Thức làm cũng như cô. Cô ạ. Này cô. Ở lưỡi có xương. Ôi trời, cong được không? Đi được không? Vâng. Cảm ơn cô rất nhiều. Vâng. Rồi, ok. Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Cảm ơn cả lớp. À. Ai. Cuối giờ tàu nhìn thấy cả vui vẻ như này là thấy thích rồi. Rồi. Bye bye. Rồi, ok. Bye cả lớp. Rồi, bạn nào bận đây vâng. Chúng ta có thể ra rồi ạ. Vâng. Cảm ơn cả nhà. Bye bye. Vâng, em chào cô ạ. Cảm ơn cô. Vâng. À. Này, cô rất nhiều. Vâng. Yes, bye bye. Bye bye teacher. Yes. Rồi, cô tắt nha. Bye bye. Yes.